Chúng ta còn bên lứa. Chơi với nhau từ hồi ở bên lứa bé tí. Hải Bánh Hero kìa. Xin chào Hải Bánh nhá. Đúng rồi đây. Hải Bánh à. Đó, đây, 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 đây. Hầu như bây giờ không đồng hết mà. Hải Bánh nhá. Chị đây. Chào em nhá. Hello. Chào à, hỏi à, chào chị, chào em à, hay chào bạn hẳn hoi chứ lại hello. Bắt lỗi. Đúng rồi, bắt lỗi đúng rồi. Nam Đào, u hằng u hằng ơi, ơ chào Long Đào, chào cô. Cô là chị chủ Sơn, cô là chị chủ Sơn Bạch Tạng à, ơ. Cô đang ở Bangkok. Thường là nhiều người ta không biết là anh em chị em chơi nhau người ta hay hay hỏi. Ừ. Bạn không quên nhỉ? Cô là chị của chú Sơn không phải là vợ nhá. Chị gái. Mấy con bảo là mẹ, mẹ thì bảo vợ, bố. Con này rất là lộn nhộn. Cộng đồng này. Mọi đứa nó hỏi một kiểu kệ. Nó là cộng đồng xã hội, nó muốn hỏi gì nó hỏi kệ. Dũng Trọc Hà Đông là số 1. Đúng rồi. Dũng Trọc Hà Đông là số 1 rồi, không có ai là số 2 đâu. Có Đồng Nhuệ bắt rồi gì đâu. Đồng Nhuệ bị bắt à? Bắt Đồng Nhuệ bắt rồi. À Đồng Nhuệ bắt lâu rồi, cô chồng nó bắt. Thì nó là Đồng Nhuệ bắt lâu rồi. Là mà bên bãi cả nhà tang lễ được gì không? Lít già, chú Hải Bánh đấy cô. Thế à? Thank you. Đang ở trại à? Mấy năm? Trại trâu trại bò mới lớn Hồng Anh. Mấy năm? Có phải không, đâu, cô, không, phải không biết được. Cô không biết là lít tả hay lít thật đâu cháu đó ơi. Thấy lên thì cô cảm ơn thôi. Còn thật giả thì chịu. Ai yêu thì lấy hay mà ai không yêu thì chửi cũng được. Chửi cứ giấu mặt mẹ đi. Đừng bảo giấu mặt đi. Thế là người ta biết chị này cáu rồi đúng không? Mình không cho người ta biết thì mình không nói có gì cả. Chị bà đi về chửi giấu mặt mẹ đi. Mình đang cáu. Mình không cáu, đấy là gần kinh cáu thôi. Không có cáu đâu. Chị ơi, thế là anh Sơn này anh ấy theo gần theo được nghe thầy Thích Minh Tuệ là anh ấy khai sáng rồi đấy. Khai sáng rồi đấy. Chị lại bảo giấu mặt đi là chị. Cô biết chú Bình Đen Hải Phòng không? Còn cô chỉ thích biết thằng Tân Thương Binh thôi. Cháu nó hỏi cô chắc phải 60 rồi nhỉ, bảo không cô 15 cô nhăn. Gần 70 rồi cháu ơi. 70. Kém 2 tuổi, 2 sợi nữa, 2 tuổi nữa là 70. Kém 2 sợi. 2 sợi. Cái mai giờ hơn 2 sợi là đầy trăm. Nói chung là hôm nay đâu, hôm nay là hôm nay cô nói thì nói nhưng sai sót thì xin lỗi mọi người. Hôm nay buổi chiều chị đau đầu xuống máy bay đau đầu quá đi mua thuốc uống mẹ nhầm. Nói đây đưa thuốc tránh thai. Đưa thai vào uống. Có đưa nhầm thuốc tránh thai thế là uống xong giờ thuốc đau đầu thuốc tránh thai. Từ tối đến giờ toàn nói nhầm rồi. Không biết từ Đài Loan nữa. Thế thì cô biết chú luận xỉu Nghệ An không? Có một chút kiểu lơ mơ đấy. Ai khổ không biết tiếng Nghệ An cô chỉ biết mỗi Tà Hải thôi. Còn cô mấy cả thằng mập chọc thôi. Chịu. Em à. Đâu chiều vào xuôi bay cái bà đau bụng bà không biết tiếng Thái mà cứ tố bụng cứ tưởng đánh thai. Trời ơi đánh thai luôn đi mẹ. Bà đau bụng mà cứ bảo vậy. Lại. Hôm nay anh sang chơi mà chồng anh. Đang Hải Phòng hay là Hà Nội? Anh nào đây? Mình lấy lắm mình tập trung việc của mình nhé. Cái ông ấy. Đại ông ơi, tay sang kia rồi ông ơi. Bạn bên cạnh. Mình đem đọc cái này, tôi đọc bà gà này không biết. Tại lực. Bây giờ ai đi hát ơi, chỉ bay mang cốc cà phê mới về. Long cô đơn, chào Long đẹp trai nhá. Nào đây. Long Ngọc à? Không. Chào Long đẹp trai. Cô không phải là giang hồ, cô là người làm ăn. Cô thích cô, chơi thôi. Cô yeah. Không phải là người giang hồ đâu mà các cháu. Đấy, các cháu cứ hỏi cô khó trả lời quá. Hỏi cái gì? Già lại còn giang hồ gì nữa cô con. Cô người Hà Nội. Cô là giang hán. Cô là giang hán. Cô là giang hán. Cô ơi, Hà Nội có biết chú Cường Tá không? Cường Tá là em. Mà cô biết chú, đâu. Chú đi giang hán rồi.
người ta hỏi, lại hỏi chú trưởng những người nổi những ai hỏi tên người nổi có nổi quá đâu? Không biết sao có chú Minh Thìn đi sang Thái Lan cùng cô à kìa. Chú Minh Thìn á, chú Minh Thìn, chú có, là em à, đúng rồi, đúng chú Minh Thìn đây, đúng đây, chuẩn. Đúng rồi, có. Cháu biết à, cháu biết chú Minh Thìn à. Đội chị đi đâu phải có cả đội, đúng không? Cháu mà thấy chú Minh Thìn đi qua Trần Lóc, Trần Hắc, Trần Hắc Long. Cắn lóc, cắn lóc gì kìa, ăn cắn lóc. Từ lần sau chị cứ like là mấy cả ông Sơn là phải có em đâu cũng thế. Cô Hoàng sinh đây, chào Hắc Long nhá. Chào. Đấy. Đây, ở trong Thái Lan nó bắt là phải ngồi đấy, đúng bảo hiểm. Chú Minh Thìn vừa đội mũ cho cô biết chú Sơn Thị Khê hay không? Đây, chú Sơn Thị Khê đang ngồi với cô đây, gì nữa? Không chứ. Hai chị em đang ở Bangkok. Bangkok, uống cà phê bắt đầu nguy hiểm đấy. Ngồi quán cà phê phải đợi, không có là sợ bọn bốt bốt rồi đi làm bán. Đấy, bốt bốt là hai trăm bị chia. Bây giờ bọn đấy nó sang bên trong, bọn đấy nó sang Lào, nó làm ăn nhiều, à nó sang Thái nó làm ăn nhiều lắm cháu ơi. Ở bên Thái Lan giờ nhiều người bọn Campuchia lắm. Không có mồm nữa. Trước cháu ở với chú Cường tá bên anh. Chị Hằng vừa bắt cốc sang. Về rồi, đang chú ở thứ hai. Đang không, chú về rồi, chú sắp về rồi cháu. Con nói gì đúng không? Đang chú hai. Cường tá về chưa nhỉ? Chưa. Con nói gì sao nhỉ? Chú biết chú hai là mạng sử dụng chập không? Ôi, bánh đẹp chú lắm. Chú Sơn cẩn thận nhé, cô ra đòn nhanh lắm. Chú Sơn cẩn thận nhớ, cô ra đòn nhanh lắm. Bảo là, tôi hỏi chị biết chú thích chập không nhỉ? Dạ, cô có biết chú Hùng Cuba không kìa? Chú Hùng Cuba đang ngồi cạnh cô. Bắt nhìn ngay, đéo nói đéo gì gì. Đúng rồi. Đây nhá, cô quay cho cháu xem cô. Ôi, không phải quay. Các cô ấy là, cái chị bảo là các cô, các chú. Nó đang, nó đang bảo là chú Sơn cẩn thận, cô là cô Hằng cô ra đòn nhanh lắm. Đòn cô võ mà. Chú biết rồi. Chú Cường bây giờ đang ở Văn Hòa hả cô? Chú hai, chú hai. Chú hai cháu ơi. Kệ. Đúng không? Chú đang đi resort. Chú hai rồi. Chú Cường nó về số 2 rồi đúng không? Đúng rồi. Chú Cường ở số 2. Chú Văn Hòa mới chuyển số 2 luôn. Chẳng hắc lắm. Cô bảo anh Sơn giúp cháu Lam Chọc đang đứng ở cửa kìa. Cửa Lào. Lam Chọc đang đứng ở cửa Lào. Nhưng mà ta vẫn cốc về thì em được không? Đang ở Bangkok về làm sao được? Mai, tối mai bảo. Bảo cái cháu bảo hộ cô là bảo anh Lam về đi, không có chó, vợ nó thả chó nó đuổi đấy. Anh đang ở bên Thái Lan đấy. Nhà nó đang có 100 con chó, không ở nhà nó thả chó ra đuổi đấy. Đi. Chồng nó không có nhà. Không, anh Sơn anh nhìn Lam anh thấy rồi. Anh Sơn anh nhìn Lam thấy như là Lam đứng được cửa rồi. Lam chồng à? Lam chồng à? Bảo là về đi không có gì coi như bông thả chó ra đấy chạy bao người à kìa Trần Hắc Long là đang bảo là Bangkok ở Đồng Thành à áo mới à chụp cho đẹp đi chà ôi nhưng mà cái bánh nó bị đấy rồi bị chà ăn sạn sạn bao hộp chà ăn vàng này đô này ơ này ớt này bài này cà phê này đúng rồi bảo thổi lên đi cho nó có lực lại cần cái đấy mà câu to cái lớn Việt Nam nhở chú Cường đi trả án mấy năm thế ạ cô sắp về rồi cháu ơi 3 năm chú đi là còn tháng 4 là về đâu mùng 2 tháng 9 này về rồi cháu ơi mùng 9 về đúng mùng 2 chỉ nó về mùng 30 tháng 4 về nhưng không được về đáng nhẽ là về 30/4 nhưng mà không. Vừa rồi thả cô các chú đội mũ thế không được. Bỏ bốt bốt mà thả bốt. Đông Hải Tết. Đông Hải Tết tà chưa? 9 hơn
Nhà bị mưa rột hả cô? Mà các chú đội mũ. Có cái quán này là chị mới thuê, đang sửa sang lại, nó khai trương phải sang vội đâu. Không phải, nó đang mưa to. To lắm, mưa to lắm. Mưa. Trái lan nó đang mưa đá. Lên đó. Ghim hết. Chú người Pháp gốc Thụy Khê, chú người đúng đấy. Hôm nay sinh nhật ai đấy cô? Anh Sơn à, sinh nhật cô hôm qua rồi, còn hôm nay là sinh nhật chú Minh Thìn. Nó sẽ có trẻ hơn đâu nhá. Đấy, ôi giời, cho quả táo là nhiều tiền lắm này. Táo táo luôn rồi, này sao trẻ hơn đâu. Quả táo, vừa tặng quả táo ra ngoài. Đấy, trẻ hơn đó, trẻ hơn nhiều rồi. Mình béo đâu, à Linh Mộ. Đây, Linh Mộ này. Linh Mộ. Đấy, hoa hồng này. Vừa xong cho cả quả táo là 50 triệu ấy. Hai tết sớm này. Ơi, chị đây. Rồi. Đâu cà chua ở trong tủ lạnh nhà mình có không nhỉ? Rồi, ok. Để chị gọi đi nha. Rồi, ok, thì là hành. Trong tủ lạnh khách sạn. Rồi, ok. Chị nấu mì spaghetti. Rồi, thổi cơm thì là thế thôi, ok. Rồi, ok. Ok. Em bảo anh rồi, có của hồi môn là dúi cho nó nhiều nhất đi đấy. Nó bắt tồi nến, nó bắt trăm nến, nó bắt chục bài. Bán hoa này, hoa chứ này. À cái gì đấy, chị Phương đéo gì đấy? Chị Phương đi không? Không. Phương ở Sài Gòn. Trung Kiên. Có Phương đi cùng không? Ồ không. Phương đã ở Sài Gòn cơ cháu. Mùng 2 tháng 9 chú về thì cháu ra chơi nhá. Hiệp nào đây, Hiệp. Cô Hằng gặp cô Mai Khanh thì thôi rồi. Ôi dồi ôi, Mai Khanh nó là chị tóc xịn, cô thì là gọi là chơi vui thôi. Mình hơn nó hơn Mai Khanh ấy. Đây này, nào. Mắt của mình đang nhiều hơn này. Mai Khanh chắc gì đã nhiều mắt của mình. Nó quay hát luôn thì đâu để nó chụp lại. Qua đây. Thì thôi rồi, cô ơi mặt trời ở mấy điện thoại, cô lắng tông hả cô, mà chú kia đeo kính hả? Có, cái đây là cái ngồi trên sân thượng, đang ngồi trên đấy ngoài đấy lắm, lắm. Ngồi trên đấy nó hơi lắng tí. Mai Khanh nó kém cô phải chục tuổi con ơi. Mai Khanh là em của anh. Mai Khanh nó bằng tuổi Sơn anh nhỉ? Ít hơn em trường tuổi. Nó em mà. Mai Khanh ít hơn cô. Mai Khanh nó là em. Mình đã 3.000 đồng trong khách rồi đó. Em 10.000, 3.000 cái gì? Hôm là trước chị em mình làm 7.000 hay 8.000. Đấy. Cái bỏ thôi, em có livestream không? Bà mê say thật đấy. Quấn nó vào livestream luôn. Bà này cho tôi làm ra cùng mình chứ. Thì cái này em phải 80.000 rồi. Thế thì em gọi còn 10.000. Vì nó thẳng ra nhá, cô nhiều. Cô hiểu phê thân mộ. Cô nhiều tuổi hơn. Cô Mai Khanh à? Đúng rồi. Mai Khanh 74. Cô cãi nhau với Mai Khanh thì ai đi đâu? Mai Khanh với cô là hai chị em chơi thân với nhau, còn có sao lại phải cãi nhau để làm gì cháu? Trời ơi, ngon lắm, tanh thịt. Theo cháu đoán là ai với ai cãi nhau, nói được nào, thế nào? Đó, nói hộ chú ấy. Theo cháu thì ai đi đòn hơn? Ừ. Theo cháu nghĩ thì ai đi hơn? Nào, hai chị em bằng nhau. Còn đúng không? Cuộc sống màu đen.
Sao cháu không để cuộc sống màu đỏ cho nó đỏ? Là tí son. Cháu lại lấy cuộc sống màu đen. Lại lấy cuộc sống màu đen. Ừ. Ơi nhờ. Ừ. À, chào Mạnh Tú cầm đồ nhá. Mang tiếng đó mà cả thằng em cầm đồ mà chị đi múc họ đéo cho. Lại múc họ chứ. Không sao. Đó, tại lo mà nói chuyện, đây là tâm sự nhờ Tú nhờ. Em đang hỏi mà. Chào Tú cầm đồ nhá. Bà bắn tài khoản chị Bình Thương. Cầm đồ bằng tiếng chị múc họ cái múc à? Đôi bên cái cần kiểu cuộc sống một đèn không. Trèo thì thôi, hai chị em tôi chơi với nhau mấy chục năm rồi. Thôi em xin chị. Lâu lắm không nhìn thấy nhờ, giờ này ẩn lấp đi đâu đấy. Ồ, công nhận là thấy cái bánh ấy đẹp không? Đúng rồi, phải đặt. Lâu lắm không thấy lên chơi. Chú Sơn là bạn của A Tùa phải không? Chú đúng rồi. A Tùa là anh, A Tùa là anh của Mai Khanh. Tùa người em à? Báo hơn, báo 10. Anh Sơn còn chơi gì kìa? Không chị kìa. Còn tôi chơi lắc đều. Không được, không được nói dối cuộc đời. Lắc. Lam Nguyễn. Lam Nguyễn ơi, cô đi mua hàng. Hàng Hải Việt Trì, chú Sơn còn nghẹo không mà. Nghẹo, liên tục. Mẹ. Chị Hằng mắc cũng còn tinh. Đó chị đọc báo bình thường mà. Em mất mở gì không đọc. Dạo này em ở nhà lâu không gặp chị. Ờ, hôm nào lên đi. Hôm nào lên phố cổ gặp nhau tí nhờ cho nó vui. Mai chị về nha. Tùng quẩy chúa. Hello cô Hằng nhé. Xin chào Tùng. Tùng chào chị. Tùng đâu? Tùng quẩy chúa. À, Tùng Vũ. Đâu mà Tùng Vũ, Tùng Vũ đang này. Tùng Vũ đang chơi Minh Diệu. Đầu gấu về vườn. Giờ cũng lắm thể loại. Nếu là đầu gấu về vườn giờ cũng lắm thể loại. Ừ, nhiều lắm, tôi bất nhiều nhiều loại lắm. Cộng đồng này nhiều. Chào cô Hằng. Xin chào Dũng nhá, Dũng tối cười. Chào Dũng. Xung quanh cô Hằng toàn đầu gấu về vườn hết. Chưa ai về vườn đâu cháu ơi. Đúng rồi. Đầu gấu về vườn hết rồi. Vườn hết. Vâng ạ. Vương ấy, thì chạm đi, chạm biết ngay. Ok nhá, hôm nào lên alo chị. Không chơi cộng đồng nữa. Nó cứ vừa mới chạm. Đấy, cộng đồng này nha, nó còn hơn cái nhà tù nhiều. Để nguyên. Hello, Tú hôm nào lên Hà Nội ra phố Cụ Rùa thì gọi chị Hằng nhá. Cụ Rùa là ở Tháp Rùa ấy. Cho cụ Minh mà lấy chị này. Cụ đặt máy suốt ngày. Ok, chào cháu. Cùng quẩy chúa. Nhưng mà chủ đời là mình phải nghe những câu khó nghe mình chịu được bên này mẹ. Không, chứ nghe mình mẹ câu khó chị lên cho nó vui thôi chứ bộ đội gì đâu em. Chị từ xưa nay không có bộ đội, chị là dân làm ăn buôn bán, chị là dân bán rượu. Chị không có chơi bộ đội, chị không biết bộ đội. Bộ chảo, bộ đội thật thôi. Bộ đội Cụ Hồ. Chứ bộ đội bộ chảo thì khó có biết ai đâu, toàn là chị, nhà chị toàn là dân làm ăn thôi em ơi. Bộ đội bộ chảo thì không có nhá. Trả lời thế này suốt à? Không phải, mình phải trả lời, tôi từ sáng đến tối không trả lời, lúc đánh cái mồm mình anh đi lúc cứ phải trả lời suốt suốt suốt. Mẹ nhưng mà nó cứ vào nó chửi lắm mà. Chửi nhưng mà vâng ạ, lúc em. Không cháu ơi, cô không biết. Bảo bây giờ chị văn cô Hà Nội đâm ra xa quá. Cái là mình yếu bây giờ, cái là mình cần đọc không cần đọc thôi vậy đó. Không phải đọc hết đâu. Thôi đi. Kể cái răng mình đi. Kể yếu đấy. Chào Thành Trung. Cô tên gì ạ? Cô tên là cô tới Tuyết. Mời rồi. Về rồi.
đâu chưa? Có dọn chưa? 11 giờ anh đi con kia trong nhà. Không có người lớn không được. Anh nghe được. 1.900 tiếng hơn tiếng nhỉ? Anh Sơn này có phải anh Sơn Bạch Tạng đâu? Không chị không. Sơn này là anh Sơn Thị Khê em ạ. Dương Bồng. Anh Sơn Bạch Tạng anh không chơi Facebook. Đúng rồi. Mà cũng không biết TikTok. Nhưng mà trên cộng đồng rất nhiều tranh và ảnh. Nhiều lắm, bọn nó lơ đưa ảnh ông lên nhiều lắm. Hello anh Sơn nhờ, hello em. Cô có phải trước bán bột vôi đúng không? Có gì bán gì? Bột vôi. Cô bán vôi cục. Cô bán vôi cục để tắt vệ sinh ở mấy cái chuồng chó, chuồng mèo ấy. Vôi cục rửa bôi vôi. Nó bể, cái này cứ để nguyên, cho bây giờ mình sẽ trả lời. Sơn cầu tỏ hả chị? Hả? Chả biết cầu tỏ thì biết Sơn. Em chào anh Sơn nhà, anh chào em Tùng Mỹ. Tùng Tây. À, là Tùng Tây à? Chào anh Sơn chim to, bình thường. Cô thật thà, cô thật thà cái gì ạ? Cô thật thà, chú. Cô, lứa cô phúc bồ. Không, là chị thôi. Anh phải nhìn mặt biểu cảm của chị, hai của quả Sơn. Bình luận. Chào cháu. Chào Hoàng Huỳnh. Chào cháu. Chào cháu. Tập tối gì? Mày chính đi mà sao hết nào? Mày chính đi mà sao mới lấy chào mày. Vậy đây không chạy thì chào mày ở cái này. Chào mày. Chào mày sao? Đây sao đây mà chào mày. Ra đây chào mày. Quay lại mày chính. Một máy chủ thôi. Cái này chỉ là cái xe thôi. Chú Sơn đẹp trai nhất Sơn Bạch nhất trượt chân vĩnh bắc xuống hố vôi bộ kệ nó anh nghỉ đúng rồi Sơn Bạch Tạc là bị Bạch Tạc như kiểu trượt chân xuống hố vôi. Ừ, thì chắc anh chắc thế rồi, anh thì trắng mà. Anh em mình ở đây thôi, anh em mình xuống cộng đồng xuống đây, anh em mình đi ăn đi. Thôi đi em là các sư thái. Em làm sang lắm, đi ăn đi. Đi ăn đây, đi ăn đây. Không được đâu. Không ơi, không cầm sinh nhật. Chào cả nhà nhá. Chào nhá. Thank you tất cả những người bạn bè thân yêu. Chào. Chào những ông nào ai chửi nhá. Tôi nhảy xuống đây, tôi tự tử đây nhá. Đi đi ăn một cái lại. Tôi đi về bắt coi rồi. Tôi đi về cái gì nữa.